Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự 16 giờ chiều nay, ngày 24 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Thanh Hóa. Bản tin đã được thực hiện trực tiếp trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Hôm nay 24 tháng 4, đoàn công tác của Ban dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh đã giám sát kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2023 tại huyện Bá Thước. Tính đến hết năm 2023, trong tổng số 14 chỉ tiêu được Ủy ban dân tỉnh sao thực hiện theo chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Huyện có 8 trên 14 chỉ tiêu đã hoàn thành, 6 trên 14 chỉ tiêu đang phấn đấu hoàn thành. Về tiến độ giải ngân vốn, từ năm 2021 đến năm 2023, huyện Bát Thước được phân bổ 94,61 tỷ đồng. Đến hết năm 2023, tỷ lệ giải ngân đạt 84,1% số vốn phân bổ đoàn giám sát đánh giá cao kết quả triển khai chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Bát Thước từ năm 2021 đến nay. Đồng thời, đoàn giám sát đề nghị huyện Bát Thước trong thời gian tới trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được, khắc phục hạn chế, tiếp tục ra soát các tiêu chí, lồng ghép các chương trình, nguồn vốn, huy động tối đa nguồn lực đầu tư để xây dựng kết cấu hạ tầng tại các địa phương tập trung phát triển sản xuất, nhất là các sản phẩm nông lâm nghiệp phù hợp với điều kiện địa phương gắn với phát triển du lịch. Sáng nay ngày 4 tháng 4, thành phố Thanh Hóa đã tổ chức hội nghị phát động của vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách và hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Với tinh thần thành phố vì cả tỉnh chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, Tại hội nghị, các cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang và công chức, người lao động của các phòng ban đơn vị trực thuộc thành phố Thanh Hóa đã ủng hộ được tổng số tiền trên 4 tỷ 700 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 59 căn nhà ở cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách và hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu của thành phố Thanh Hóa từ tháng 4 năm 2024 đến ngày 30 tháng 9 năm 2025 sẽ vận động kêu gọi hỗ trợ xây dựng ít nhất 200 căn nhà cho hộ nghèo, hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn thành phố và các huyện trên địa bàn tỉnh hưởng ứng thư kêu gọi của tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh thanh hóa chiều ngày 23 tháng 4, sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh thanh hóa tổ chức chương trình quyên góp ủng hộ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo hộ gia đình chính sách các hộ còn khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh qua thống kê sơ bộ sở văn hóa thể thao du lịch tỉnh thanh hóa đã nhận được số tiền ủng hộ trên hai tỷ bốn triệu đồng như vậy thời gian tới sẽ có ba hộ gia đình nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở để an cư lạc nghiệp ổn định cuộc sống. Trong tháng 4 năm 2024, Thanh Hóa đã thu hút 8 dự án đầu tư trực tiếp, trong đó có 4 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 126,6 tỷ đồng và 115 triệu đô la Mỹ. Lũy kế 4 tháng đầu năm nay, tỉnh này đã thu hút được 38 dự án, trong đó có 10 dự án FDI với số lượng dự án trên đã tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đăng ký khoảng 3.666 tỷ đồng và 177 triệu đô la Mỹ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất mang lại giá trị kinh tế cao cho người dân, huyện Hậu Lộc tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện tích tụ, tập trung đất đai, hình thành vùng sản xuất rau củ quả tập trung, cung cấp cho thị trường nhiều sản phẩm nông sản an toàn. Đến nay, vùng sản xuất rau củ quả tập trung của huyện Hậu Lộc có diện tích 1583 ha, chủ yếu tập trung tại các xã Phú Lộc, Liên Lộc, Hòa Lộc với các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế cao như đậu tương, cải bó xôi, ớt, cần tây. Nhiều diện tích được sản xuất trong nhà màng, giàn trồng, tưới tiêu tự động. Được biết, phần lớn diện tích sản xuất rau củ quả an toàn trên địa bàn huyện đã được doanh nghiệp liên kết bao tiêu sản phẩm hoặc có thị trường tiêu thụ ổn định tại các bếp ăn tập thể, siêu thị, cửa hàng thực phẩm sạch nên đạt hiệu quả kinh tế cao. Thời gian qua, các cấp hội nông dân trong tỉnh Thanh Hóa đã tích cực vận động cán bộ hội viên nông dân phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường, đóng góp vật chất ngày công chung sức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Quý 1 năm 2024, các cấp hội nông dân trong tỉnh đã vận động cán bộ hội viên hiến gần 17.000 mét vuông đất tham gia xây dựng 208 công trình phúc lợi xã hội, tu sửa làm mới 108 km đường giao thông nông thôn và kênh mương các loại. Vận động thành lập mới được 43 tổ bảo vệ tự quản môi trường, xây dựng mới 36 mô hình xây dựng mới 36 mô hình hội viên nông dân tham gia thực hiện các tiêu chí an toàn thực phẩm, 116.000 hộ hội viên nông dân cam kết sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa vừa tổ chức chương trình talk show chuyện doanh nhân với chủ đề kết nối doanh nhân lan tỏa giá trị. Thông qua chương trình talk show, các doanh nghiệp doanh nhân Thanh Hóa có cơ hội giao lưu học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ nhu cầu liên kết mở rộng thị trường. Từ đó, tăng cường gắn kết, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư. Năm 2024, định kỳ hàng tháng, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa sẽ tổ chức các chương trình talk show với nhiều chủ đề nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp tăng cường sự đoàn kết trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cơ hội hợp tác liên kết giữa các doanh nghiệp hội viên. Trước đây trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 82 cơ sở điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng cần xử lý triệt để, trong đó có 45 điểm tồn lưu hóa chất thuốc bảo vệ thực vật. Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Trung tâm Phân tích và Chuyển giao Công nghệ Môi trường khảo sát, lấy mẫu, đánh giá hiện trạng và xử lý môi trường tại các điểm này Đến nay đã có 13 điểm được xử lý triệt để ô nhiễm và rút khỏi danh mục các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, 27 điểm có nồng độ ô nhiễm thấp hơn quy chuẩn được đề nghị đưa ra khỏi danh sách ô nhiễm nghiêm trọng. Hiện trên địa bàn tỉnh chỉ còn 5 điểm tồn lưu có nồng độ chất ô nhiễm cao hơn so với quy chuẩn cần xử lý triệt để. Thống kê từ công an tỉnh Thanh Hóa cho thấy, từ đầu năm 2024 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 11 vụ tai nạn đuối nước, làm 11 người chết, 2 người bị thương, tăng 3 vụ so với cùng kỳ năm 2023 nhằm chủ động nâng cao ý thức của người dân, các em học sinh về tai nạn đuối nước, các đơn vị cơ quan trong tỉnh đã và đang phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương, nhất là các huyện, xã vùng sâu vùng xa có nhiều sông kênh phương tiện đó ngang để tuyên truyền, phổ biến kiến thức và hướng dẫn thực hành các kỹ năng phòng chống đuối nước. Từ đó trang bị cho các em học sinh kiến thức cần thiết, đồng thời cũng giúp các bậc phụ huynh, người chăm sóc trẻ tại gia đình chú ý hơn đến việc trông coi, dặn dò và hướng dẫn con trẻ tránh những tai nạn đuối nước đáng tiếc gây hiệu quả thương tâm. Tiếp theo là phần tin trong nước, theo thống kê của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu xăng dầu về Việt Nam trong tháng 3 năm 2024 tăng 44,7% về lượng và tăng 46,1% về kim ngạch so với tháng trước, đạt 1.076.653 tấn, trị giá 901,7 triệu đô la Mỹ. Tính chung 3 tháng đầu năm 2024, lượng xăng dầu nhập khẩu đạt 2.558.692 tấn, trị giá 2,1 tỷ đô la Mỹ giá trung bình 822 đô la Mỹ một tấn. Việt Nam nhập khẩu xăng dầu nhiều nhất từ Malaysia trong 3 tháng đầu năm 2024, chiếm hơn 34% trong tổng lượng và kinh mạch nhập khẩu, đạt 892.211 tấn, trị giá 722,1 triệu đô la Mỹ. Ngày 23 tháng 4, Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh đã có công văn gửi Sở Công Thương các tỉnh, thành phố thông tin về việc Trung Quốc thông báo chính sách kiểm soát nhập khẩu đối với dưa hấu Việt Nam trong đó yêu cầu sơ hấu tươi của việt nam khi xuất khẩu sang trung quốc không được nhiễm năm đối tượng kiểm dịch thực vật còn sống gồm ba loài dùi đục quả một loài dẹp và một loại vi khuẩn tất cả các vùng trồng các cơ sở đóng gói sơ hấu tươi xuất khẩu sang trung quốc phải được đăng ký và được cả bộ nông nghiệp phát triển nông thôn việt nam và tổng cục hải quan trung quốc cấp mã vườn trồng phải áp dụng thực hành nông nghiệp tốt gáp và phải đảm bảo giám sát vườn trồng giám sát quy trình đóng gói Tính đến hết năm 2003, cả nước có 705 cụm công nghiệp, tổng diện tích 23.400 ha đã đi vào hoạt động, chiếm 66,4% số cụm công nghiệp đã thành lập, thu hút gần 14.300 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh. Phần lớn trong cụm công nghiệp là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ kinh doanh cá thể. Tại các cụm công nghiệp tỷ lệ lấp đầy bình quân 65,9% tạo việc làm cho hơn 666.000 lao động, chủ yếu là lao động tại địa phương. 216 cụm công nghiệp có công trình xử lý nước thải đi vào hoạt động. Tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Quỹ hỗ trợ sáng tạo kỹ thuật Việt Nam VivoTech, vừa tổ chức lễ tổng kết và trao giải hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 17 năm 2022-2023. Ban tổ chức hội thi các tỉnh, thành phố và các bộ ngành đã chấm hàng nghìn giải pháp tham gia hội thi và lựa chọn 587 giải pháp đoạt giải cao gửi tham gia hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc. Thông qua kết quả chấm của hội đồng giám khảo, ban tổ chức đã quyết định trao thưởng cho 84 giải pháp, gồm 6 giải nhất, 12 giải nhì, 24 giải ba, 42 giải khuyến khích. Điểm mới đáng chú ý trong thông tư số 02-2024 sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành do Bộ Giáo dục Đào tạo mới ban hành là bổ sung thêm một số chứng chỉ tiếng Anh vào danh mục được miễn thi ngoại ngữ. Trong số này có chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam 3 bậc. Đây là lần đầu tiên một chứng chỉ tiếng Anh nội được sử dụng để miễn thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2024. Theo báo cáo của chính phủ, từ năm 2009 đến hết năm 2023, số phương tiện giao thông trên toàn quốc tăng nhanh, chủ yếu là phương tiện cá nhân. Tính đến hết tháng 12 năm 2023, số phương tiện đã được đăng ký, quản lý toàn quốc được nâng lên, trong đó có hơn 6,3 triệu ô tô và hơn 74,3 triệu mô tô. Từ ngày 15 tháng 9 năm 2023 đến hết ngày 10 tháng 3 năm 2024, Bộ Công an đã tổ chức đấu giá thành công 15 c2 biển số nộp ngân sách nhà nước hơn 1.000 395 tỷ đồng. Chương trình thực sự xin được dừng lại tại đây. Kính mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe các chương trình khác của đài chúng tôi.